Con chà phá lửa mẹ, con chà phá lửa, ừ. Lên thứ dữ gì mà phê nữa bạn. Trời ơi, hai con khủng ở đây các bạn, còn 500-600 gram á. Ừ, dĩa phế bạn, nó này mình đã nè, hồng dĩa mới đá các bạn. Được cũng xin chào quý vị và các bạn và các anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Giờ được đang đi xuống nhà bè bạn ơi. Xuống nhà bè hôm nay chiến cá điêu hồng. Thì rồi sao bạn? Chứ giải nhữ câu cá điêu hồng cho anh em được coi cho thư giãn nha. Hôm bữa mình trúng cá điêu hồng nó nhiều lắm. Thôi, giờ được sẽ quay lại cho bạn thấy em tới nhà bè nha. Đó. Tới nhà bè rồi. Thì chuẩn bị xuống bè các bạn. Đó. Chuẩn bị xuống bè đó. Rồi xin chào anh em nha. Trời ơi bạn ơi coi kìa. Hết sức các bạn thấy chưa? Đó bạn, đây là quay cho anh em thấy là nghe câu mà bè là nghe để mấy đại ca tôi nói câu cá nuôi cái đồ mệt lắm mày. Nó lên bầy bầy luôn á, nó dính con mà mất gốc nó tạt các bạn thấy không? Móc dế là câu nè, mà một bị cá đắng luôn rồi. Bị cá luôn rồi. Xách bị cá ra đây cho anh đi. Đó, được chập bá các bạn thấy không? Câu to ghê. Ừ. Dĩa phế các bạn. Nó này mình đã nè, hồng dĩa mới đá các bạn. Nó bạn còn dĩa hồng bự nhóc luôn mày. Nhóc nữa mày. Dễ em nhắc hết sức ghê hả? Dính con một nhát rồi. Lên được con heo ngại xong các bạn ơi, có nó mập các bạn, cái đầu nó có chút chiếu à các bạn, mà cái mình nó kìa kinh khủng không, cái đầu mới tí nị với cái mình mới tập bá luôn rồi. Cái heo kìa bàn tay á nghe vị. Chạy nữa không, chạy nữa không mày, nó chập bá rồi ná luôn vậy.
Rồi sẽ gỡ nha bạn. 2 giờ mới được con bi lớn đã gì đâu á. Ơi ơi bỏ nó vô giờ gỡ luôn nha. Ôi, sẽ có cá mè dinh nữa bạn ơi. Này nó đã dính được cái he luôn á. Thôi tiếp nữa đi hồng nữa nghe vị. Con nãy giờ mình gỡ thả mới lớn nhóc luôn. Phi móc cái gò má bạn đi hồng móc cái gò má lùm luôn luôn rồi dành ăn nhỏ ham ăn rồi lên luôn. Cá lứa toán bị ngoài nhỏ mà láo mà anh rồi đó con bự gì ăn rồi chết với chắc lắc vậy mấy em khủng không kỳ ta. Con chà bá lửa mẹ. Con chà bá lửa. Lên thứ dữ gì mà phê nữa bạn. Trời ơi. Hai con khủng ở đây nha bạn. Còn 500-600 gram á. 600 gram. Các bạn, ghê chưa? Lấy thức ăn nhữ rồi được câu luôn bạn. Dạ. Nó xảy chắc buồn lắm nha quý vị. Rồi sẽ gỡ nha bạn. Trời, sao nó không hết vậy đây. Chà bá, thôi ơi. Tức bạn ơi. Nhà ná chứ không bán con mồi của mình để cho mấy con nhỏ lại nó quất không bạn. Hết mồi luôn đau. Sáng cái bự ghinh luôn rồi. Ôi, dở là không nổi luôn bạn, cá 700 gram nữa. Đây đây. Chạy nó bá một bình. Giật lên nó chạy lạng lạng chứ. Hết mồi. Hết mồi bị. Nó quay cảnh sông nước cho anh em được xem nè. Còn cái lỗ nè. Rồi lên cá tiếp nha các bạn. Rồi điêu hồng tiếp tục nữa các bạn. Rồi cho quý vị anh em xem. Thương nó ghét ngọt quá.
Hugo là không bạn. Hết mỏi. Ghế ngoài đã. Trời ơi, móc thì móc dính cái bụng à, xảy ra đi đi cho dễ các bạn, dính bá lục bình. Ôi hồi nói hỏi gì điều hòa tiếp nghe vậy, làm cá này đây sẽ gỡ đâu bạn đi. Phẹn số có người lạ nắng tôi cũng lên bè làm như vậy, dính nữa thì hồng nữa các bạn, nó đậu góc quay rồi bạn đứng và nó gung chân quá các bạn ơi. Nên là được đứng bên miếng dán to này cho chắc chắn, đứng bên đó giật lên giờ ấy bật nữa té xong mà lúc phao nữa rồi mày. Ừ, còn con này hơi nhỏ các bạn, lụm lúa nữa nha các bạn. Ừ, con này hơi nhỏ lụm lúa nữa các bạn, được hồng nữa nha, dễ dễ đi cho đồng bọn nó cứu rồi, được để gì quay cho đẹp cho anh em coi cho đã, sớm thì được lên cá dữ lắm rồi. Bây giờ là cá nó không có nổ lên như nãy nữa nhưng mà thảy xuống nó ăn liền các bạn, do nãy nó mê mỏi các bạn, nó chậm ăn hơn. Đã sướng sướng nghe vậy. Cá đó, cá đang ăn các bạn. Trời ơi, lúc phao vậy không dính bạn. Bỏ mày cần máy được luôn mày, nhưng mới cần tay luôn. Trời ơi, nó gỉ xuống chẳng nắng chịch luôn các bạn ơi. Ghê không? Thế nào mới ghê không? Ôi, không dính nữa. Hả mày, lúc hả? Ồ. Ơn hàng, bà này sao mà mình giống mình có cái ghẻ gì vậy? Đấy, đi hầm tiếp nha bạn. Tính. Ôi. Giống nhẹ lên bạn. Giống nhẹ lên thấy nó nặng. Thì ra nó quất rồi. Đó, dính mép khủng sâu tuốt bên trong. À, trong tát luôn các bạn. Thả xuống lụp lụp lụm lụm lụm. Chạy nữa không? Chạy nữa không mày? Nó. Ôi trời. Chọc bá rồi ná luôn vị.
rồi sẽ gỡ nghe bạn. 2 giờ mới được con bi lớn đã gì đâu á. Ơi ơi bỏ nó vô giờ gỡ luôn nha. Lúc thôi, lúc thôi. Em hơi nhỏ anh sẽ gỡ thả nha vị. Sớm giờ bị cá mình nhiều cũng nhiều các bạn. Đó, tại lỗ câu này không các bạn. Được cái hàng rồi. Đó, ghê chưa? Mười con chứ bộ. Ta sẽ gỡ con nhỏ ra thả rồi. Trời. Hugo là không bạn. Mình chào bạn nha. Giờ được cũng rồi, chuẩn bị về các bạn. Đó, ghê gì chưa?
hai ba chục con gì dưới bạn, cá he nữa, những cá he, cá mài dinh đó bạn. Cái giờ cái đứa hồng nhiều, được chưa, tranh thủ ăn cái bánh này cho đỡ đói cái vợ bạn ơi, chưa đói quá. Vô nhà bè rồi. Đó trời, miếng bánh nặng không bạn, bạc khôn kìa, sợ mình thuốc không bạn.